Con có thể nấu cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hoàng Vân, cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng. Chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Vậy hả? Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường đó. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Dạ hả? Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi, để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Trời ơi, xinh mà. Vâng, nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu, không cười coi. Đó. Giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn quả quá đó. Không, vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có 2 mối tình. 2 mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi, bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 2017. Mấy năm? Không, trong vòng 1 năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Chà cũng dữ nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xa. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm chứ. Rồi bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi.
Hiền dạ. lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền coi. Không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con. Dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mới mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok Cương, anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. hoa như thế này á, thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình, rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời? Cái này là hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp. Chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. Có một người. Hai đứa sẽ như vậy. Một người con trai, một người con gái. Dạ. Đây, anh có thể mở cái cuốn sổ này ra. Nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp. Và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Không? Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ,
tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Ừ. Mà anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á, thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á, mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng. Mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ. Cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, bạn gái, hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi, ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? Chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai, ba, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi, và làm việc theo pháp luật. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt.
Trời ơi, gửi tặng các bạn máy nước nóng Sen Tông nhập khẩu Malaysia và bình nước. Ủa, nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói về em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không là khó vậy. Bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh. Năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe du lịch 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ lớn luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là cái tính cách thôi à. Ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được, biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm, sao? Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ hết vậy? Rồi để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy? Sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Sếp rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình rồi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì trơn hả? Không. Kì vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cứ xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè, ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không nói chung em tốt chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, mà em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá. Vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em qua ăn nhà chơi. Ăn uống bình thường, không ăn ăn, không lẽ để ta đói. Giờ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Đâu dạ. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có chứ mà cũng ít, không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó, nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. À, làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới giờ dẫn đi ăn đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ chờ chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Ủa nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói vậy em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn là xíu là được. Ừ. Có... em chuẩn có gì trơn á, em cần chứ. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chứ. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không là khó vậy. Em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà biết sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được đúng không? Đây. Được lắm nha. Để qua coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nói như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ.
Anh đẩm ba người như em còn được đó. Tài xế gì là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người, khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách thế. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè. Cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ, em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng ở đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như Kiều Tiên nói đâu. Cả ngày nè cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà mình thấy mình được liền đâu. À, còn con cũng dạy nghe con nha, nhớ bấm nha. Nhưng mà coi ngủ tao không thích tao bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là giải cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm. Con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám nói. Thôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên người ta thấy không có hợp nha, tao không bấm sao? Con cứ bấm. Con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói của cô là đúng. Chính xác. Thí dụ là hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm được cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em. Dạ, chào cô. Cô thấy mình chào là gái dữ dội chưa? Dạ cô cho con dạy lời phát biểu cô. Cô xác định bé này cũng dễ thương. Con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ một công ty, nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi, chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tôi la nha. Kéo mà. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói với cái tướng khác nhau thấy không? Dạ. Anh thấy lần nữa tới gặp em anh. Dạ. Có ma lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp, dễ thương, thì có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi. Mình tự tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều. Em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè. Gặp ở đâu? Theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á. Cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi đó tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui, em thích là như vậy. Tạo ra cái không khí lãng mạn nữa. Dẫn cổ qua bển, chờ lúc mưa xuống ha. Cái đó em để cho tao về, em sẽ tự chế thêm vô cho. Dạ, chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. Hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9, em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? Thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì... 7 giờ anh sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca ngày thứ 7 với ngày Chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày Chủ nhật với ngày thứ 7 là mình sẽ không đi chơi được. Thì cũng nói ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 ngày nào cũng được. Ai vậy nói 2, 3, 4, 5, 6 kẹt là thứ 7, nhật tăng ca. Tại vì cái đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là em rảnh rồi. Đi chơi tới mấy giờ cũng được hết.
Bây giờ rủ nhưng mà thích buổi tối em bận hay chị đặt buổi sáng giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ tư thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ tư. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ năm, sáng thứ năm, 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em thì ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em chạy sớm em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào là hoa, nói sao nè. Ví dụ nói sao nè. Sáng em cầm bó hoa chạy qua. Em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ. Được. Đó mà tự tạo ra chị nhiều. Đúng rồi. Nhiều chiêu này được ra sáng hồ hởi 6 sáng chạy qua quỳ xuống. Hay. Dạ. Hay. Làm thử ra. Làm thử ra. Từ từ bình tĩnh nha chứ. Anh hy vọng anh như được quen em. Có gì chứ lãng mạn đó. Sao ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Nút này. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Cặp này rất là dễ thương. Không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ Hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các thương hiệu áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim tìm hiểu nhau. Ra cầu ánh sao. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Đó với một cô con dâu đi làm về mà đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không lập cơm nước cũng. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn sẽ biết. Mời bạn nam. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bà. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mình làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. À, mời bạn nam giới thiệu. À, chào chị Quỳnh Linh, bà anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn bên ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất về dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nhỏ. Thứ nhất á, là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua, ngó nhỏ bạn thân cái bên, rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo, dắt ai giờ? Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty. Vì thích quen người ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều. Không có tiếp xúc nhiều người nhưng giờ vẫn còn lập thành. Chưa có mối tình nào? Không có, giờ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học. Vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ từ tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng năm sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay?
Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. À vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. 1m7. Dạ 1m7. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi dài 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời, tính kỹ dữ trời. Tính sao mà xa dữ vậy biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chưa em. Ngoài thị trường có dài độn 2 tóc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn thôi, nó hiện lên rồi hai sao. Hai lặn gặp trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi coi rồi. Có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu, mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Có. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi. Bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích rồi. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Là. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ dạng kiểu gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi. Hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để... Kể cho tao nghe, dạ. Không có đẩm vậy đâu. Khó lắm, nhiều người giờ đem dạ. Riêng tư mình đem Facebook. Dạ, em Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? Dạ. Ủa sao em nói chuyện vấp 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 vậy? Mình bị cao lắm. Nói một câu dài xíu coi. Lúc hả? Em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Thì hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn, người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó quá. Khó quá, đàn gái rồi khó quá. Khỏi quá. Tao có gì tao giấu chút lẽ giờ tao nói có năm ngày giả. Chưa có gì trơn á. Ai nó có gì tao có hết trơn rồi đó, tao để ở nhà đó, ba mẹ tao chuẩn bị hết rồi đó. Thôi bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành. Dạ. Thằng nào? Bạn Thành dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó tại... đi với hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tánh đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm, thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá
Thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Con nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Mình sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi, cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay, thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe lời mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nên tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đó với một cô dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà được. Cơm nước cũng có làm nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì bố mẹ cũng dễ tính. Lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm, khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau em rảnh em làm, không rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm, anh là quản trị mạng với lại phần cứng nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh không có bận, đúng rồi, là làm việc nhà được. Và là đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được, nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn mà được rồi. Thôi nhá, ổn là thấy được rồi đó. Nào, để tay bấm đi bạn trai. Đồng. Bây giờ trước khi bấm thì gì vậy? Kiếm gì đâu đấy vậy? Nút. Sửa ghế hả? Nút. Đây là nút đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con. Chấp nhận như mình. Rồi, suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó, giờ kêu đi. Chưa. Chứ rồi, bấm rồi. Nè, bạn cái đó gái là sao chưa, vậy? Bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử coi. Em xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có hùng bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Lỡ không có đó là sao? Xin trước, xin trước, giờ xin trước đi rồi nữa không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì bác. Có dịp không? Dịp. Có dịp. Không hả? Thôi, đây là chiếc ghế xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Hai năm trước thì cũng có thích người. Ồ, sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì bản thân của em thì cũng có dèm pha, nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Được đơn gái rồi. Được đơn gái rồi, mẹ nói vậy rồi ha. Rồi, cảm ơn cô. Mời bạn nam.
Chào với bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. À, là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. À, kỳ lạ nha. Có khi nào có duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử thôi. Đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi ở đâu. Em ở đâu em? Dạ, em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Được, ổn. Anh ơi kìa, anh ơi kìa. Là em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? Đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Ở sơ trùng. Bà má ông bà coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Rạch Giá luôn em hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc dạ. Ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Trời, hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn sao? Anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang là đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Mình, tại sao mình phải tờ nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em á là toàn thời gian đó chị, là làm từ sáng cho tới tối. Dạ, do tính của em là sống hướng nội ít khi hướng ngoại đó chị, thì làm tan ca về thì chị ở nhà thôi. Mà mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ôi sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì bản thân của em thì cũng có dèm pha, nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Không động đậy rục rịch gì không hết. Không có gì hết. Rồi, bên đây mình chủ động bên luôn em. Bên kia được là anh Linh phải kia bên đó chủ động giùm em. Bên đây chủ động luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ, em thích người cao hơn em một cái đầu. Không hút thuốc. Có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ, biết quan tâm, chia sẻ. Sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bà bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm. Chắc báo cáo tháng. Mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được 2 mối tình. 2 mối tình. Mà mối tình đầu tiên á là 8 năm. Đó là quen từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ 2, 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới gì. Đó. Nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao?
Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe à, không có lễ phép. Yên tâm, cô kia lễ tân mà, trời ơi, đẹp ai xinh, cũng cười, ai cũng cười, ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào, phải chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á, người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng đó em ơi. Dạ có một điều nữa, cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. À, rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. À, ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ, nụ cười hiền. À... gì vậy? Tự nhiên nụ cười hiền, cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích với người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này, hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Mua đen người ta làm láng. Xuất tiến lên, thương mại mà. Tướng ngon không? Ừ. Rồi, đẹp trai, sang trọng. Nè, ngồi xuống góp ý chân thành nha. Yeah. Nhậu ít lại nha. Dạ. Yeah. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Dạ. Yeah. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ, thường mà tập tại vì... Cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình yeah. có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nhai vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau rồi buồn buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn, nặng massage mặt rồi cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Vậy. Mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body. Quần áo body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở ấy gán đi tập gym đó chị. Chê quá là gái, chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn, để em coi đây. Chốt cái bụng hơi tròn chút. Ô, trời gái Kiên Giang. Được, anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm cái gì? Chồng giận chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì? Dạ, mấy lúc chắc... mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng, massage mặt em làm gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích đó. Không, dạ. Massage bây giờ đâu phải, massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? À? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi, dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ buồn. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp, chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi, thấy ổn đó. Dạ, ha. Cảm ơn. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. À, chào bác. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được đó con gái ơi. Được đó con gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi tết rồi tiêu rồi. Rồi cảm ơn anh được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên hồi bên kia tính nha. Đó nha. Hơi giấu nha. Rồi kéo màn lên màn đi. Kéo màn cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là những cái anh giấu. Cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói đúng không ạ? Nói chung thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ. Tính anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động, anh lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ. Thành ra là không có gì dướng bận vậy. Rồi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Rồi em thấy anh sao? Dạ anh em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì dạ. Em thấy anh hiền. Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? Dạ cho vợ anh giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền cũng được.
Dễ thương không? Vợ anh dữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Chứ phải thôi, mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là dù như mình về dưới mình sẽ gặp nhau nhiều hơn, rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ, em sẽ suy nghĩ. Rồi, rồi, suy nghĩ đi, quyết định nha. Một, ấm lùng. Anh hùng không kịp chi vậy? Hai, ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Nóng luôn chứ bắt cái gì? Nóng mẹ. Nóng luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nói rồi, anh nói xin phép. Đấy, hồi hộp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Thì cũng bác. Không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? Cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Sẵn đây em cũng cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nha.